Sản phẩm dịch cá bio trong dùng được cho tất cả các loại cây trồng ở nhiều loại thổ nhưỡng, từ cây ăn trái, cây công nghiệp đến cây rau màu, và dùng cho nhiều giai đoạn như là giai đoạn cây con dưỡng bông làm trái, giai đoạn phục hồi sau thu hoạch, phục hồi cây vàng lá thối rễ và phục hồi cây suy yếu một cách nhanh chóng. Dịch cá bio trong thì có tận đến 5 kích cỡ chai cho bà con, phù hợp với nhiều diện tích vườn từ lớn đến nhỏ. Trong đó có chai là 500ml, chai 1 lít, can 5 lít, can 10 lít và can 20 lít. Do đó mà bà con yên tâm, dù vườn mình lớn hay nhỏ, ít cây hay nhiều cây, từ giai đoạn nào, dù cây con hay là cây nhiều năm, thì bà con cũng sẽ có cái dung tích chai phù hợp với vườn của mình. Thì cách tưới của dịch cá bio trong cũng giống như là các dòng sản phẩm phân bón tưới gốc thông thường, thì bà con vẫn sẽ tưới xung quanh gốc và tán ở xung quanh cái rễ tơ, rễ cám. Tùy tình trạng của cây, mà đối với tưới gốc thì nhà vườn có thể pha từ 200 đến 400 lít nước đối với chai 500ml. Còn đối với phun qua lá thì bà con có thể phun từ 400 đến 600 lít nước đối với lại phun qua lá cho chai 500ml. Phun qua lá thì cây có thể hấp thụ nhanh, hấp thụ sâu, hấp thụ nhanh trong vòng 72 giờ. Hiện tại thì dịch cá Biotrong đã được phân phối đến tất cả các đại lý của phân bón Ba Tốt trên toàn quốc. Do đó nếu bà con có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần giải đáp chi tiết thì bà con hãy liên hệ ngay với phân bón Ba Tốt để được hỗ trợ bà con nha.